Vào trận thi đấu tiếp theo nào. Tiếp tục là baby của Quýt. Bên đội bạn Egypto. Cái gì đấy nữa. Greg vẫn có Greg, tôi nhìn thấy loang thoáng vẫn có Greg. Và Kata. Như vậy bên đội bạn là Egypto, Greg và Kata. Trong đó chúng ta là baby Pan Egyptian. Đấy, dứt điểm đi anh em ơi. Cơ hội để chúng ta dứt điểm đấy. Và mà nhìn trận thi đấu này được cầm Seng rồi. Bạn nhất là người cầm Egypt. Cam Quýt là người cầm baby. Và Xi Măng là người cầm Pan. Chim Sẻ là người cầm Egypt. Phương Nam là người cầm Kata. Greg vẫn là của Thành Lắc. Và Mạnh Hào là người cầm Phô. Xeng Pan và Egypt ba con hàng tuyển. Quýt thì thêm một trận thi đấu nữa được cầm Baby Lon. Trận trước nhà của Quýt là một cái thế nhà mà đúng là thực sự sinh ra để có thể cân bản đồ, bởi vì bài khỏe, một cái thế nhà kín và đẹp. Rồi bài này cũng là một bài tươi này. Bài này thấy dừng lại đẹp rồi. Thấy dừng lại đẹp rồi. Đây là nhất người cầm Egypt. Họ mà nhìn là người cầm Seng. Và đây là bài cầm Pan. Đôi voi. Và như vậy là bài này cũng đang gần đủ đồ rồi. Bãi quả phụ nữa là một bài Pan đẹp và chuẩn luôn. Chào anh Huỳnh Lê nhé, chào anh Đạt Đạt này. Chào Saraku Nguyễn. Ô Saraku Nguyễn hôm nay chưa thấy chia sẻ nhỉ. Anh Huỳnh Lê thế này. Có bài Pan cũng quả phụ à chưa. Vậy là tôi nhìn nhầm. Đèo sư tử vẫn đuổi. Nhưng mà một con đuổi thì không quá đáng sợ. Và một nông dân toàn mạng trở về. Chào anh Trần Hướng nha, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người đừng quên ấn like và chia sẻ nhớ mọi người nhé. Không sao, không sao, không sao. Không sao, may mà vẫn nhìn thấy con voi ở đấy là được rồi. Dân không chết, à không, vẫn trên dân. Và vừa ấy 19 dân mà giờ thấy có 18 cháu thôi. Biết đâu ở khu vực này lại là đôi voi nữa thì bài thêm khỏe dành cho game thủ Xi Măng. Ơi vẫn đúng đổi voi. Được. Còn như vậy là con nông dân nó có nằm xuống chẳng nữa thì nó cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ. Và cái chết của nó thì nó cũng là xứng đáng đấy. Và anh pha võ thì anh xem nhiều lên, anh xem nhiều và chia sẻ nhiều lên. Bây giờ muốn có cái danh hiệu đầu tiên thì anh like và chia sẻ luôn. Là luôn có luôn một cái danh hiệu là ngon luôn anh ơi. Và thậm chí là vô tình lướt qua đây thì anh em có thể gửi tặng cho Xi Măng một cái và một cái lượt like và một cái lượt chia sẻ. Và 9-5-10 đến từ bài 3. 19 nông dân trừ 1. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là Hoàng Mai Nhi sẽ là bài đánh cùng. Bài của Hoàng Mai Nhi cũng rất đẹp này. Và bài của Hoàng Mai Nhi cũng rất đẹp luôn.
lên đời không phải quá phũ phàng với những người cầm sen, nhưng đây là một thế nhà một cực kỳ ưng dành cho người cầm cục. Đây là game thủ cam quýt 27/28 quýt mà bài đánh ở nhà. Rồi quay trở lại với người cầm pan đi. Trận này bạn nhất báo về nhà xấu, tôi không muốn xem nhất, trong tim lắm. Đây như vậy là gặp màu 2, Katha. Katha bãi quả đầu của Katha này rất xấu này. Thì như vậy khả năng đây cũng không phải là một bài mà Katha lên đời được sớm đâu. Họ cũng đã đóng BL rồi. Nhưng việc kích đời hay chưa thì tôi chưa biết. Đây là chiếc BS ăn vàng của đội bạn. Vâng, 20/28 đó là thăm lai của game thủ cầm pan ở thời điểm hiện tại. Vâng, đây rồi, đã nhìn thấy một khu vực mà một cục dân ăn hoa của game thủ cầm màu 2. Nhàng nhẹ nhàng nào, lạc đà pan. Vâng, lạc đà pan. Nó xô lên là rất nhanh. Nó xô lên là rất nhanh, đây rồi, hàng. Hàng về, ông về hộ tôi cái nào. Về. Hết bao tiền anh gửi này em ơi. Về eo cái nào hết bao tiền anh gửi. Rồi, mình xin. Mình xin, xin cảm ơn. Rồi nó không thèm chạy cơ, họ không thèm chạy để cho mình chém luôn. Rồi tốt rồi, khoảng tầm 10 dân của game thủ màu 2 đã nằm xuống. Không biết có một tên đi thẳng vào trong hay không. Tôi nghĩ là đi thẳng vào trong thôi. 10 dân đối với người đầu cánh thế này là yếu lắm rồi. 10 dân đối với người đầu cánh là quá yếu rồi. Máu 4 là ở phía trong luôn, lại làm thêm 4 dân nữa của game thủ màu 4. Nghe nó vần gớm nhỉ. 4 dân của màu 4. Anh Hào không chạy. Đấy. Anh dân cho quen à. Thì cứ đứng đấy cho nó quen đi Hào ạ. À. Rồi tốt rồi. Để làm thêm 4 dân của cháu Hào. Cánh bên này là Greg và Katha nhá. Rồi xong rồi chúng ta đè vốc lên kìa. Một tên mà cái thủ xi măng ăn được dân của nhà đồng bạn. Thăm mai chúng ta đè vốc lên luôn. Thủ phu à. Rồi thủ phu cũng hợp lý. Cánh bên này là Greg và Katha. Dường như là Greg bên cánh dâng lờ cánh bên kia đúng không? Đây là cái thủ cam quýt này. Cam quýt thăm mai là 31/76. Đây là cái thủ bắn nhất. Vâng, bắn nhất thăm 28/60. Và màu 3 đang định ẩn một khoanh ruộng ở khu vực giữa hai nhà của chúng ta. Bắn nhất đã dò ra phát hiện ra tơ này rồi. Đây là bà Mà Nhi thăm 42/48. Ồ không, màu 4. Xin lỗi, màu 4 trận điều nó mạnh nào là người cầm phô. Xin lỗi anh em. Màu 4 là người cầm phô. Như vậy là bên bạn dường như chỉ để cho một mình game thủ chim sẻ thì nắng là người đánh cung thôi. Cảm ơn anh Trương Thắng vừa gửi tặng sao cho game thủ xi măng. Ôi, mình xin. Mình xin phải e không trượt đi đâu phát nào cả. Và không trượt phát nào đến từ những cái e của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và làm gọn bay gỗ của game thủ cầm màu 3 Thạch Lắc. Bên này thì game thủ xi măng vẫn đang càn quét là cực kỳ vũ vàng. Chắc đánh cung thôi. Chim sẻ là đánh cung exit thôi. Đó, thằng này chúng ta đang đè khá mạnh nhá. Mai chúng ta đang đè khá mạnh đấy. Ô màu 2. Màu 2 thì là được cười nhỉ. Vâng lao, úi trời ơi lệ. Vâng lao thẳng cùi vào nhà. Vào cái cỗ của mình để cho mình kém. Màu 2 chết rồi nhé, màu 2 chết rồi đấy. Vâng, còn ở nhà mình thì mở cửa ra để chào đón xi măng lao vào để cho cả các gì bảo anh vào anh chém em đi. Màu 2, vâng, màu 2 đâm đi. Tôi tạm biệt Hào. Xin lỗi, tạm biệt Phương Nam nhá. Tạm biệt Phương Nam. Không có cửa để cho em đâm đi đâu. Vâng, đây là game thủ Văn Nhất. Trận thi đấu này Văn Nhất là bài mà lên đời muộn, nhưng với cái việc mà đánh thủ phù ở nhà ra dân vẫn đang giữ được thăm mai ở con số 36. Đóng thêm me đi em ơi. Em bơm đồ cho, bơm một ít vàng cho Hoàng Mai Nhi đi. Bơm một chút vàng cho Hoàng Mai Nhi để Hoàng Mai Nhi lên bản đồ cũng như là cái công nghệ đi. Văn Nhất thừa vàng mà Egypt là nhiều vàng mà. Bơm cho 200 vàng đi để có thể lên cái bản đồ cũng như là lên cái đầu máu, đầu miếc các kiểu lên. Và không biết rằng chim sẻ đi nắng phía kia là bao nhiêu dân rồi. Có cần chúng ta phải đi ốp một tuần hay không? Hay là đánh đời 4? Tham thì chúng ta chắc chắn là chúng ta đang đè rồi. Khi mà màu 2 cũng yếu, màu 3 cũng yếu, màu 4 với đội bạn cũng yếu.
Petrova chỉ còn đúng nhà chim sẻ rồi đấy. Bây giờ chúng ta quyết định đi, lựa chọn là của các game thủ, lựa chọn là của các game thủ. Bắt đầu đào vàng đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi và bung thêm ruộng. Bạn nhất soi xem có tay thì soi đào vàng chưa, soi xem không chim sẻ bên kia đào vàng chưa. Tôi nghĩ là bây giờ ấy là bắt quân của đội bạn một tơn của những nhà vệ tinh đi, xong này đào lên ốp nhà đội bạn một tơn và ốp một tơn, sau đó ở nhà của chúng ta để cho baby hoặc là xem vật bốn. Có lẽ đội bạn vẫn cố gắng bởi vì chim sẻ là người vẫn còn khỏe. Tham chắc chắn là chúng ta đè rất mạnh rồi. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Và hai con nhi của ông màu ba đấy, ông lọt vào lối nào đấy. Mang mai 42 này. Còn nhất là mai 340 này. Tôi nghĩ đây bơm đồ cho Hoàng Mai Nhi để Hoàng Mai Nhi được 4 thôi. Tôi nghĩ đi ôm 69 dân đến từ sẻ rồi đấy. Tôi nghĩ rằng bây giờ ấy là đồ bạn những ba nhà còn lại họ cũng chẳng còn quân đâu. Chúng ta đi ôm chim sẻ một tơn, sau đó là ở nhà chúng ta bật 4. Được. Đấy chim chắc chắn kia là khả năng chim sẻ tầm này là khả năng đa vàng. Đây là cái thủ cầm. Đây rồi, đang ốp đây rồi. Đang lên đây rồi. Đây là một pha mà Kenny đến từ game thủ sắm mặt. Đây rồi. Sắm mặt đang đi một chỗ này. Đang có một pha Kenny nhưng không biết là tôi nghĩ là không biết là pha này có Ken được vào không nhỉ? Không biết là có Ken được không? Ken rồi, Ken hai lần à? Vâng, xi măng tôi vẫn đang chờ đợi những pha ốp này của game thủ xi măng và game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là Hoàng Mai Nhi đi một hướng khác. Xi măng có đi sang đây cover luôn cùng với game thủ ấy không? Như vậy đây rồi. Đây rồi. Như vậy là một pha mà. Vâng, như vậy là một pha mà đã khen được kè đến từ game thủ xi măng. Và bây giờ thì khoảng mười mấy con lạc đà chém 4 đang lọt thẳng vào nhà của game thủ chim sẻ đi năng. Và như vậy là chim sẻ quýt luôn. Một pha kè này hay đến từ game thủ xi măng. Vâng, một pha Kenne rất hay, tôi cũng không dám hô to sợ đội bạn nghe thấy và đội bạn ra con để có thể đóng nghe. Vâng, bằng này có lạc đà chém 4 lao vào thì cửa gì đỡ cho đội bạn. Ở ngoài thì Hoàng Mai Nhi ốp vào. Thực ra thì đội bạn sẽ vẫn đỡ được ở tơn ở bên ngoài của game thủ Hoàng Mai Nhi thôi. Nhưng tơn ở phía trong này, mười mấy con lạc đà chém 4 của game thủ xi măng nó lọt vào. Và với cái thế nhà như thế kia thì đội bạn quyết là đúng thôi. Khi mà chúng ta 4 nhà đều khỏe luôn. Một pha rình rập Kenne rất tinh tế đến từ game thủ xi măng. Và đôi khi chúng ta không cần phải đấm thẳng mặt. Đôi khi chúng ta chỉ cần bóp vào những cái vị trí nguy hiểm thôi là đội bạn cũng có thể gục ngã rồi. Và một tơn mà game thủ xi măng đạp một pha chí mạng vào đúng cái điểm mà người ta gọi là huyệt tử của đội bạn và đội bạn chết luôn. Tỷ số là 3-1 ở trong xê đấu thứ hai và được quân bằng quân bình về 1-1 về xê. Nói chung ý là khi mà bên đội bạn ba nhà đã yếu rồi, Egypt của chim sẻ là một loại quân có thể cân được bản đồ. Nhưng mà bên đội bạn còn chưa lên được 4 thì khó lắm.